Hey, xin chào các bạn nhé. Hôm nay mình xin review nhanh cho các bạn cái cây, một cây vợt mà phù hợp cho cả đánh đơn đánh đôi ở trong nam nhé, dành cho nam nhé. Cây này thì là thuộc tầm cận cao cấp của Li Ning, dòng Calibre 600 thì nó là cận cao cấp, Calibre 900 thì nó cao cấp như vậy. Hôm nay thì nó có cả bản C nhé, nhưng mà đây này là cây này mình review là cây Calibre 600D à 600 thôi. Đây thì ngoại hình của nó thì cũng giống như dòng Calibre, nó chỉ khác dòng Aeronaut là không có rãnh khe, rãnh Airtrim thôi. Thế còn ok lắm nhá. Đây, mặt vợt hình oval khá đẹp và có thiết kế khí động học để cho thoát gió về những cái đường gọi là khung cắt kim cương này các bạn. Đó, cái màu chủ đạo của nó thì là màu xám, ghi xám, đen tới ghi xám, kéo lên vàng đồng ở trên đầu ngọn vợt. Chiều dài vật vẫn là 675mm. Cái vật này là 4U 84g. Điểm cân bằng của nó là 302mm. Cái vật nặng đầu để thiên công các bạn nhé. Vật này có độ cứng trung bình các bạn ạ. Cái vật này thì những người mà có cổ tay, lực cổ tay trung bình là có thể sử dụng được rồi. Vật này thì đây là bản nội địa Trung Quốc các bạn ạ. Đây nó có mã 12, mã số ở cán vật này. Đó, đũa vật khá nhỏ, đũa vật khá nhỏ, giống như công nghệ EBCAP của dòng Aatrox của Yonex ấy, EBCAP Plus bây giờ. Cây vật này là cây vật cận cao cấp nhưng mà vẫn được sở hữu những công nghệ cao cấp nhất của Li Ning, ví như dụ như công nghệ Dynamic Optimum Frame này, công nghệ Aerotech Beam System này, và đây đặc biệt là có công nghệ Stabilizer Torsion Angle này, là công nghệ mà là để chống phắn trục vợt. Trường hợp mà mình đánh cầu mà không vào điểm ngọt của mặt vợt ấy, thì cái sự ổn định của cái trục vợt này rất là tốt để cho mình đánh những pha cầu tiếp theo. Và nó có công nghệ Wing Stabilizer này, là công nghệ chống rung mặt vợt này. Đấy, coi như nó chống rung toàn thân vợt luôn. Đấy, nó sở hữu nước sơn lì này rất bền các bạn nha. Ok, giá bản nội địa này khoảng 2,5 triệu và bên này nó được bảo hành cho mình là 6 tháng. Đũa vợt này khá dài, phù hợp với anh đơn, quả phông cầu rất là lực, nó nặng đầu này, đập cầu rất là tốt. Làm cái cán vợt, cổ vợt cao này để xử lý điều cầu các thứ đều ok nhá. Anh em nó thích công thủ toàn diện hoặc đánh đơn thì có thể chọn cái này. Sức căng maximum của cây này là 30 lbs, tương đương với 13,5 kg. Ok, rất đẹp. Tiếc là cái đít vật của nó, đây là sở hữu đít vật đỏ, chứ không phải đít vật đen. Đít đen là đít cao cấp. Cảm giác cầm rất đầm tay, rất đầm, rất sướng. Cây này ve phông cái thứ đều ok hết. Nói như dòng Calibre này là cái sự ổn định của nó rất là tốt, mà nó rất dễ, nó ổn định, nên rất nhiều người chơi phong trào chọn cái dòng này, mặc dù cái mẫu mã của nó thì không được đẹp bằng dòng Aeronaut bây giờ, nhưng mà được cái khung vợt nó rất là khỏe. Cây này còn thiếu cái công nghệ Reinforcing Technology ấy, là công nghệ mà gia cố lực như kiểu của hãng hàng không ấy, là khung mặt vợt này. Nó thiếu mất công nghệ đấy, chắc dòng 900, Calibre 900 là cao cấp là có cái công nghệ đấy. Ok, các bạn thấy hay để chia sẻ like clip cho mình nhá. Xin chào và hẹn gặp lại.